Sáng có em mình mới làm việc ngon lượng. Em tích cực lên đây làm việc với chị rồi, chị mình chỉ hay lượng ngoài đấy. Ừ. Chị công chị thật làm việc. Đợi anh ấy lục mình xong cái đấy thì bắt đầu đi lục phí thì kèm cái tờ này. Tức là anh lục phí mình lấy cái biên lai lục kèm cái tờ này cho xem. Chỉ có thể tí để ốp lòng mất cái lòng nóng hồn đạt được cầm phải. Vâng. Đây là trong ngày hôm nay là đóng phí đúng không?